Phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam đang sôi động với sự góp mặt của nhiều cái tên, trong đó có Hyundai Stargazer X và Mitsubishi Xpander. Trong tầm giá dưới 600 triệu đồng, Stargazer X tiêu chuẩn và Xpander bản số sàn được cho là hai đối thủ cân tài cân sức. Về giá bán, Hyundai Stargazer X tiêu chuẩn có giá 549 triệu đồng và giá bán của Mitsubishi Xpander bản số sàn là 555 triệu đồng. Như vậy, Mitsubishi Xpander rẻ hơn Stargazer X 6 triệu đồng. Về kích thước, Stargazer X dài 4.495mm, rộng 1.815mm, cao 1.710mm, chiều dài cơ sở 2.780mm. Xpander dài 4.595mm, rộng 1.750mm, cao 1.730mm, chiều dài cơ sở là 2.775mm. Có thể thấy, Xpander nhỉnh hơn Stargazer X về chiều dài và chiều cao, nhưng Stargazer X lại có lợi thế hơn về chiều rộng và chiều dài cơ sở. Về khả năng off-road, Xpander có khoảng sáng gầm xe là 225mm, cao hơn đáng kể so với 200mm của Stargazer X. Do đó, Xpander có khả năng di chuyển đa địa hình tốt hơn và sẽ phù hợp hơn với những ai thường xuyên di chuyển trên địa hình gồ ghề, nhiều ổ gà. Bản tiêu chuẩn của Stargazer X và Xpander bản số sàn đều là loại động cơ xăng 1.5 lít. Stargazer X sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn Xpander với công suất và moment xoắn cao hơn. Tuy nhiên, Xpander lại có lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu hơn. Cả hai xe đều được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như hai túi khí, ABS, EBD, BA và camera lùi. Tuy nhiên, Stargazer X không được trang bị hệ thống cân bằng điện tử ESC như Xpander. Mitsubishi Xpander có lợi thế là thương hiệu Nhật Bản, đồng thời sở hữu cộng đồng người dùng đông đảo. Tuy vậy, người dùng cũng có thể cân nhắc Hyundai Stargazer X, một mẫu MPV 7 chỗ có giá dưới 600 triệu đồng, nhưng sở hữu trang bị ngang ngửa những đối thủ trong cùng phân khúc có giá từ 650 đến 700 triệu đồng như Toyota Veloz Cross hay Honda BRV. Cả Hyundai Stargazer X và Mitsubishi Xpander đều là những lựa chọn MPV cỡ nhỏ đáng cân nhắc. Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của cá nhân bạn. Tuy nhiên, bạn nên đến showroom để trải nghiệm thực tế cả hai xe trước khi đưa ra quyết định.